Ai đánh được em ạ? Được đợi chẳng đẩy trước. Chính là ok em ơi. Té anh ra, né anh ra. Đó anh bắt được em. Khá là đào. Cái con Afe này nó có cái dạng này á, đầu game nó chay khó chịu. Tay dài á. Nhiều khi nó dài. Ê, ở đây hả? Còn đây rồi. Đây đó. Má không ăn luôn kìa, ác chưa. Có lá đấm không? Chưa có e. Ok bro. Kiểu anh cũng quen nhiều người nổi tiếng nhưng mà ê, để kéo lại mày, để kéo lại. Kéo đi luôn. Kéo nào cũng được. Ủa trời ơi. Má. Em câu hết rồi. Mày câu nhưng mà mày kéo hột. Mày kéo chúng là tao cưng hết rồi. Tính ra xem bên công ty anh là bên còn bên team lờ lờ là em thấy là em cũng quen. Lờ với lại lớp tấm chiến nữa. Ê, gì Liên Quân nữa. Liên Quân bộ mới đánh bán kết á. Lờ em nguyên. Người ta quấn được luôn, đợi lại lính này xuống rồi. Quân chắc xỉu thì ngủ lại nhà tao, có gì đâu. Bình thường mà. Tuy tôi không giàu nhưng mà nhà tôi có đủ chỗ ngủ cho anh em để xe xỉn ngủ lại thôi. Ác vậy, chắc em xuống dưới quá. Xuống luôn. Quấn được. Quấn nào giúp được anh quá. Mọi nó láo nhau quá. Anh có thành tẩy á, cân khỏe mà sao. Lên, chơi nó bạn. Quen. Ở chạy lên đây, chạy lên đây, chết mẹ. Quấn này đi. Kéo nó. Chết mẹ rồi. Không đủ mana, không nói anh, thằng đồng châu. Giật. Dắt em hơi đi bên tâm ha. Được luôn, bao thì đi hết. Đủ, đi bên tâm được ha. Được luôn á. Hay quá. Em là thiên tài. Ủa ơi, hôm qua hôm bữa em test cho team nào vậy? Well. Mất mít kìa. Quýnh thoải mái, nó còn ở đó kìa, mất rồi mất. Thoải mái giúp mình cậu ơi. Nè, chúng mày dính nè. Nè, con này. Đẩy lính đi. Nghĩ cái gì mà nghĩ. Hết mana bạn ơi, đừng có đùa. Giờ cái đất, cái hồi hiện diện trí tuệ không được giống như trước đâu. Hồi lúc còn ở trên đó, tao chùm từ khúc ngoài lợi Tân Nguyên. Chùm dao nước đá à. Ê, mấy số. Hoài lợi là nó cũng gần phủ dầu. Ơ, cái gì vậy? Mày đi điên à. Mày điên rồi anh ơi. Mày chơi đá rồi. Điên ba trợn. Vô điếp nó không, rừng nó có rừng. Bên đây nè, nó canh á. Không biết là Em định nè. Má nhiều làm cái hết rồi đấy. Nhiều cái là nó chết rồi. Má anh R vậy mà không trúng ta, anh R vậy mà miết mà không trúng hết ta, trúng hết là giết anh giết hết. Để bỏ nữa. Nó bỏ luôn rồi kìa, lại gặp. Hả?
Để cho nó farm xíu đi. Cho nó farm cho nó chết từ từ. Ủa anh trên 5 game quên rồi. 96. Già rồi em Huy ơi. Già già. Thằng em có 9 tuổi chứ gì. Có 9 tuổi chứ nhiều. What the fuck bro. Chín tuổi sao giống kêu, giống kêu anh bằng chú mới đúng đó. Anh chú kéo nó đi mày đi chưa kéo anh chạy chậm lắm rồi có dài mà anh chạy chậm anh thà anh hỏi thiên tài là linh tiểu hồ ly là ai nhắn tin hello quá chừng ê tiểu hồ ly là ai vậy mày. Linh tiểu hồ ly. À thôi đó, ồ quên, xóa cái mạng đi. Xóa đi, xóa đi. Gái à? Gái, gái. Gái thì để xóa anh đi. Gái, xóa gái thì khỏi 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 các bạn giùm anh em tiếng, cứ để đó cho anh. Xóa đi, xóa đi. Cứ để đó cho anh em tiếng nha. Làm ơn. Tôi quên nữa, ờ, để anh lát tôi vô xóa. Tí tôi đổi mật khẩu giúp anh em tiếng thôi, cho nó khỏi xóa. Hủy chứng cứ, hủy chứng cứ, đừng. Đúng. Mày đi gạ người ta thấy gì vậy? Có gạ bạn chơi chung mà ba. Bạn à, bạn thì không sao, bạn thì cứ để anh kết bạn thôi, có gì đâu. Giao lưu mà, anh giao lưu mà. Biết chơi 20 không? Biết. Giao lưu kết hợp thôi chứ anh có bậy bạ gì đâu. Rồi. À đừng đổi bán nha, để đi xá thiệt á. Rất là đừng hủy dẹt lên clip giúp mình đang kiếm mấy clip hay để chuẩn bị bật kiếm tiền Facebook ở YouTube rồi người bật kiếm tiền YouTube rồi nên phải cố gắng bạn ơi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Uncastrobia. Hiện tại mình đang livestream ở trên ứng dụng GG Live vào lúc 16 giờ hàng ngày từ thứ hai cho đến chủ nhật. Anh em tải ngay app GG Live và ấn follow mình để có thể thưởng thức những buổi livestream thú vị của mình nhé.